đại hàng sức khỏe cho cả gia đình. Hãy cùng truy tìm và tiêu diệt vi khuẩn, thỏa sức vui đùa tại mê cung xà phòng lớn nhất từ trước tới nay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng tham gia trại hè vượt mê cung, hè vui khỏe từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2016 tại công viên Cầu Ánh Sao.